xin chào khán giả kênh Phương Dừa. Hiện tại thì Phương Dừa đang có mặt ở sân bay Chu Lai, Quảng Nam. Hôm nay là thứ ba ngày 1 tây tháng 12 2020. Dạ. Bây giờ là 9 giờ rồi bà con bác, 9 giờ rưỡi thì Phương Dừa sẽ, với lại mấy đứa em sẽ lên máy bay rồi về lại Sài Gòn. Kết thúc đợt 3 cứu trợ cho bà con miền Trung. Tính ra bữa giờ là Phương Dừa đi từ ngày 27 hả? 27, 28, 29, 30. Hôm nay là 1 tây 5 ngày. Hôm bữa 27 thì Phương Dừa đi ở huyện Tây Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 28 cũng đi huyện Tây Sơn, tỉnh Quảng Ngãi luôn. Rồi 29 Phương Dừa đi lên Nam Trà My. Rồi 30 lên Bắc Trà My. Nhưng mà bữa 30 thì đường ở trên Bắc Trà My sạt lở rất là nguy hiểm. Cho nên các anh chị địa phương báo Phương Dừa là sắp xếp đi sau. Hiện tại thì ngày 30, bữa 30 thì đi không được. Còn ngày rồi xong rồi hôm qua cũng về lại Tam Kỳ luôn, rồi giúp một vài cái hoàn cảnh, rồi tối hôm qua nghỉ lại ở gần sân bay Chu Lai, rồi bây giờ là mới ra máy bay rồi chuẩn bị về lại. Tính ra đợt cứu trợ đợt 3 này thì Phương Dừa có khoảng hơn 3 tỷ hả Nam Biên? Cộng với số tiền của anh Coloman luôn là hơn 3 tỷ, 3 tỷ mấy à? Dạ đây. Tổng là mình dạ, đợi em chút ạ. Tại hôm qua em 175.000. 3 tỷ 075 ngàn. Thì đi 4 ngày, đi đợt này mình chi bao nhiêu? Đi đợt này mình chi bao nhiêu rồi? Còn lại bao nhiêu? Hiện tại thì mình đang chi là 2 tỷ 001 triệu ạ. 2 tỷ 001 triệu trắng. Còn lại bao nhiêu? Còn lại là mình đang có 1 tỷ 049 triệu ạ. Dạ, vậy là nếu mà hôm qua không có bị ở trên Nam Trà My, Bắc Trà My không có bị sạt lở nguy hiểm thì là Phương Dừa đã đi là chắc cũng trao cho bà con cô bác cũng hết cái số tiền của quý vị anh chị là gửi cho Phương Dừa để hỗ trợ bà con miền Trung. Dạ, nhưng mà thôi, tình hình mưa bão thì hôm nay là ngày 1 nè, rất là nguy hiểm luôn, cho nên là thôi anh em đi về để cho an toàn đi, rồi Phương Dừa sẽ sắp xếp còn 1 tỷ sẽ sắp xếp đi thêm một đợt nữa. Thì trước tiên thì Phương Dừa cũng xin cảm ơn quý bà cô chú rất là nhiều đã tin tưởng Phương Dừa, tin tưởng Coloman chuyển tiền cho Phương Dừa với anh Coloman để hai anh em đi hỗ trợ bà con miền Trung. Bữa giờ là 3 đợt rồi. Dạ. Thì cũng cảm ơn quý vị khán giả đã ở nhà theo dõi, cũng luôn luôn theo sát cái hành trình của anh em Phương Dừa và luôn luôn gửi lời động viên hỏi thăm. Rồi cũng cảm ơn các anh chị ở địa phương, ở tất cả các tỉnh mà Phương Dừa với anh Coloman đi á, đã hỗ trợ cho Phương Dừa với anh Coloman để hai anh em tiếp cận được các hộ dân mà bị sạt lở, bị ảnh hưởng mưa bão, rồi hỗ trợ họ. Thì đặc biệt là cảm ơn mấy đứa em của Phương Dừa, bữa giờ là cũng lặn hụp. Nói chung là bây giờ là có đứa nào nó cũng bị giống như là muốn ấn ấn lạnh, muốn bị cảm nữa. Hy vọng là về Sài Gòn thì thời tiết nó ổn định hơn, thì sức khỏe ổn định hơn. Đó, đây Ngọc Tú Bureau phát biểu cảm nghĩ đi. Đợt này em thấy là mưa liên tục luôn, mưa không dứt luôn, từ sáng đến chiều tối luôn, nghĩa giả, rồi sạt lở nữa. Em thấy là cái mức độ nó nặng hơn cái đợt trước nữa. Đây Nguyễn Thị Ngân official. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Để bịt lại. Dạ, thì đợt này nói chung là đi thì chắc là mọi người thấy thì nó mất cái là nó mưa dầm quý vị khán giả, mưa liên tục cái ngày mà anh em tụi em đi. Thì nó chỉ khó khăn nhất đoạn đó thôi, còn đường đi thì mình không có phải leo dốc nhiều như đợt trước, không phải đi bộ mà leo dốc quý vị khán giả, nhưng mà đường nó trơn trượt cũng khá là khó khăn. Đó, nhưng mà nói chung là hy vọng là mọi người cứ yên tâm là giờ tình hình là đã ổn định, anh em là vẫn còn khỏe mạnh. Cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn các bạn thường quân đã cho tụi em có cơ hội được gửi những cái phần quà đến tay những người dân bị ảnh hưởng trong cái đợt lũ lụt miền Trung này. Cảm ơn Khương. Cảm ơn tất cả mọi người. Bì. Dạ, bữa giờ là Ngọc Tú là hỗ trợ về mặt liên hệ ở địa phương, nắm danh sách. Còn Ngân là bữa giờ là cũng quay hỗ trợ, quay rồi phát tiền. Nắm Bi là bữa giờ là giữ tiền, tổng kết tiền.
Trang bữa giờ cũng là quay rồi rồi hỗ trợ chụp ảnh rồi liên hệ. Còn cái nắm bi đi. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Thì trước tiên là em xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đóng góp để đoàn chúng em, với lại anh cảm ơn anh Khương đã cho chúng em có cơ hội được đi chia sẻ yêu thương trong những chuyến vừa qua. Thì hy vọng đợt tới nữa mà đi thì em xin phép có duyên thì mong anh cho em được tham gia cùng đoàn một chuyến nữa để đi. Thì trời thương cả đoàn, cả 6 anh em đều khỏe mạnh, đến bây giờ thì đã có thể về được Sài Gòn tại trong quãng thời gian di chuyển từ Quảng Nam ra Quảng Ngãi rồi để về Quảng Nam thì có rất là nhiều các khúc cua cũng như con đường trèo đèo vượt suối rất là nguy hiểm, vừa đi thì cũng vừa thót tim. Cũng có nhiều khán, rất là cảm ơn khán giả đã quan tâm và nói là nếu nguy hiểm quá thì quay trở về rồi đi đợt sau. Thì cũng rất là may là không ai bị gì cả, cũng chỉ có thì cảm nhẹ thôi, rồi đau nhức một chút, còn lại là đi thì mình vẫn mang một cái niềm tích cực đến với bà con ở trên vùng cao. Rất là may mắn và hạnh phúc khi được gặp tất cả các bà con ở vùng cao mà có khi cả đời mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ được gặp những con người ở trên đấy. Thì hy vọng là bà con sẽ bình an và sẽ có cuộc sống tốt hơn sau đợt bão này. Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Trang TV. Dạ, kính thưa quý vị khán giả. Nhưng mà các bạn nói chuyện chia sẻ hết trơn nên giờ em không biết chia sẻ gì. Nói chung là em xin cảm ơn tình cảm của quý mạnh thường quân, của cô chú anh chị rất là nhiều. Nhờ cô chú anh chị yêu thương và tin tưởng thì tụi em có cơ hội được là cầu nối để đưa cái số tiền giúp đỡ của cô chú anh chị mình thường quân đến cho các hộ dân. Và đợt này là đợt thứ ba đi rồi thì riêng cảm nhận của em thì em thấy giờ chắc là mọi loại địa hình là mình đều đi hết luôn rồi đó. Giống như đợt một là đi nước, đợt hai là lên rừng, đợt ba là tổng hợp, bách hóa tổng hợp của hai cái kia. Dạ, nên là dù sao thì em và các bạn luôn là mong là mình sẽ có dịp để mình có thể đóng góp thêm. Nên là nếu mà đợt sau anh có tổ chức thì tụi em vẫn sẽ xin phép để được cùng đồng hành với anh. Dạ, xin cảm ơn quý vị anh Thường Quân rất nhiều. Bạn nào quay cho Trương kìa. Đây, để em quay cho Trương cho. Biết nói gì đây? Dạ, em xin em là Trần Thanh Trương, em xin gửi lời cảm ơn và sự yêu thương đến tất cả mọi người. Dạ, đó thì hôm nay bây giờ anh em nghỉ xíu nữa lên máy bay rồi anh em chuẩn bị về. Chắc đợt sau thì cũng chỉ có mấy anh em của Phiên Dừa sẽ đi tiếp. Dạ. Chắc là mình đang bị lỗi hẹn ở huyện Bắc Trà My, có thể mình sẽ liên hệ lại huyện Bắc Trà My để mình đi hỗ trợ cho bà con ở trên đó. Còn khoảng 1 tỷ, bữa Phiên Dừa tính 3 tỷ, Phiên Dừa đi 3 huyện là ở một huyện là 1 tỷ để hỗ trợ cho bà con. Dạ. Tình hình thì mưa bão ở đây đang rất là phức tạp. Dạ, mấy ngày nay thì mưa rất là nhiều, mưa lưu lượng nước rất là lớn và nó dễ gây sạt lở lắm bà con cô bác. Và hy vọng là bà con cô bác mình ở miền Trung cố gắng giữ gìn sức khỏe, an toàn. Mình còn sức khỏe, còn tính mạng thì mới có làm được cái gì cũng được. Rồi hy vọng là những cái ông bà cô chú mà được Phương Dừa chuyển tiền của mạnh thường quân tới giúp á, thì ông bà cô chú sẽ sắp xếp tiền để mình sửa chữa lại nhà. Chứ nhiều khi mình không có sửa chữa nhà rồi mai mốt không có đoàn nào giúp đỡ rồi không có nhà ở rồi lại mưa bão tới rồi lại không có nhà cửa ở, thấy cũng khổ quá đó. Cái video clip này thì Phương Dừa xin chia sẻ trên tháo kênh luôn đi, hay giống như bữa trước, giống như là thay vì mỗi đứa quay một clip để cảm ơn quý khán giả thì Phương Dừa quay chung một clip để gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn dõi theo Phương Dừa, luôn luôn hỏi dõi theo mấy đứa em. Và cảm ơn tất cả những cái anh chị mạnh thường quân tới nay vẫn còn gửi tiền cho Phương Dừa để Phương Dừa đi giúp cho bà con. Dạ. Đi nữa đợt tiếp theo thì Phương Dừa chưa biết ngày nào nữa, mình phải sắp xếp cái công việc của Phương Dừa đó rồi liên hệ địa phương coi tình hình khi nào nó phù hợp nhất, chứ không bữa giờ đi thật sự là vừa đi mà vừa cầu trời để cho
phù hộ cho mấy anh em nó hỗ trợ, phù hộ cho mấy anh em đi được bình an đó, được sức khỏe. Hôm qua khi vừa là coi như là rất là đuối luôn, đổ đổ bệnh luôn, buổi sáng là hết năng lượng luôn đó, xong rồi mấy đứa em nó cũng nó mới đi hỗ trợ được một hai hộ. Nhưng mà chính ra hôm qua là nếu mà khỏe đi lại rất là nguy hiểm, nếu mà khi vừa khỏe khi vừa quyết đi nữa thì đi vô mấy địa bàn đó rất là nguy hiểm, thì như rồi mới quyết định mình dừng lại. Dạ rồi, cũng cảm ơn quý bà cô chú rất là nhiều ha. Thôi chào tạm biệt quý bà cô chú, dạ hẹn gặp lại quý bà cô chú trong đợt hỗ trợ bà con miền Trung đợt thứ tư. Bữa giờ có hai anh em hỗ trợ được 7-8 tỷ mà hai anh đi suốt chưa xong. Tại vì mình biết là nguyên miền Trung là đều ảnh hưởng hết, dạ, nhưng mà giúp thì có 8 tỷ thì giúp không được nhiều á, cho nên Phương vừa với anh Coleman mới chọn cái cách là đi tới từng nhà để coi để mình giúp. Dạ. Thì nhà nào mình giúp được thì cho nhà đó họ có tiền nhà luôn đó, cho đỡ phải lo lắng, rồi đỡ phải địa phương phải hỗ trợ sửa chữa nhà, nói chung là đỡ có lo. Cho nên là Phương vừa nghĩ là sắp tới Phương vừa cũng sẽ đi tới từng nhà để coi cái tình hình thiệt hại sao để giúp cho bà con. Dạ rồi ha, chào tạm biệt quý bà con cô bác nha. Dạ, hẹn gặp lại bà con. Xin chào.